Có Mai muốn tắm thì soạn đồ rồi Barbie cầm qua đây rồi gạo vô gạo tắm. Thôi hả? Thôi thổi hả? Rồi. Sáng mẹ đưa gạo đi học là Barbie đi bộ qua đây. Barbie ở trong phòng này suốt. Có ăn trưa thì đi ra thôi. Tuần Thánh đi lông nhông nguy hiểm. Đi lung tung rồi người ta mượn 200 cho 300 rồi quên luôn. Mai gạo đi học thì Barbie ở trong phòng này nha. Được không? Tối Barbie ngủ với gạo, sáng thì Barbie ở đây. Con đi khách sạn rồi con về con khóc sùm rồi con la con ném đồ, Barbie không thích đâu. Khách sạn này phòng nhớp mà. Mình đi về đi, đi mình đi mua chè nha. Đi mua chè đi. Đi mua chè. Ăn chè, đi dạo.